nằm trong nội dung phát triển toàn diện cho trẻ mầm non. Phát triển thể chất là một trong những nội dung vô cùng được chú trọng tại trường mầm non IRIS. Chương trình được thiết kế riêng một cách khoa học cho từng lứa tuổi với 3 nội dung chính: giáo dục phát triển về vận động, hướng đến các kỹ năng vận động thô và tinh, triển khai chính trong hoạt động thể dục và tích hợp trong hầu hết các hoạt động khác như trò chơi vận động ngoài trời, hoạt động góc, tập trung vào sự phối hợp giữa các nhóm cơ và hoạt động thăng bằng nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các kỹ thuật thể thao. Môi trường học tập tuyệt đối an toàn với những dụng cụ luyện tập được chọn lọc kỹ lưỡng, phù hợp với thể lực, vóc dáng của trẻ, mang đến sự thoải mái khi trẻ tham gia hoạt động. Chương trình giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe. Nhà trường triển khai tích hợp trong tất cả các hoạt động hàng ngày của trẻ như bé làm nội trợ, các bài học giáo dục kỹ năng sống, giáo dục trẻ về thói quen sinh hoạt lành mạnh, ý thức dinh dưỡng, nề nếp ngủ, nghỉ và vui chơi, hình thành cho các con một phong cách sống tích cực, đặc biệt là có trách nhiệm với bản thân, biết tự chăm sóc, biết duy trì kỷ luật và ý thức về an toàn cá nhân. Chương trình làm quen với một số môn thể thao. Thông qua chương trình làm quen với một số môn thể thao được tích hợp trong chương trình giảng dạy hàng ngày và các câu lạc bộ chính khóa, ngoại khóa, nhà trường hy vọng sẽ truyền những năng lượng tích cực, tình yêu thể thao đến các vận động viên nhí, giúp các con phát triển kỹ năng vận động, phát huy sự linh hoạt của các giác quan, cá tính của bản thân và bồi dưỡng kỹ năng mềm. Chắc chắn những bộ môn này giúp các con sẽ có những giây phút vừa học, vừa chơi nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Đặc biệt, trẻ thường xuyên được theo dõi mức phát triển thể chất, tình trạng sức khỏe trong các đợt khám sức khỏe định kỳ với các đối tác y tế uy tín của nhà trường, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cùng đội ngũ y tế trong nhà trường và có hồ sơ y tế cá nhân. Với chương trình phát triển thể chất đặc sắc, trường mầm non IRIS luôn mong muốn hướng cho trẻ lối sống lành mạnh, góp phần kích thích phát triển não bộ. Đây cũng là những hành trang cần thiết để trẻ bước vào cấp học tiếp theo một cách tự tin và đầy hứng khởi.